Phật dạy 7 pháp khiến đất nước không bị diệt vong. 7 pháp đó là: 1. Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chính pháp, tu phước, tự sửa. 2. Vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng, kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác. 3. Nhân dân nước đó gìn giữ chính pháp, khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc. 4. Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn, nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, không để mất nghi tắc. 5. Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời gian bảo dạy dỗ, coi đó như là pháp tắc quốc gia. 6. Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy, không bỏ bê. 7. Dân nước đó tôn đạo kính đức, trong nước có sa môn, thánh giả, A-la-hán từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường chõng, thuốc thang.